Xin chào các bác anh chị. Thì hôm nay Hải sẽ chia sẻ của anh chị mình một cái loại cây mà nó có thể hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp do phong thấp rất là tốt, rất tuyệt vời. Loại cây này thì nó mọc hoang ở vườn, ở rẫy chúng ta rất là nhiều. Đôi khi cô bác anh chị mình là chặt bỏ nó, mà trong khi chúng ta đang bị đau nhức xương khớp thì rất là ổn. Loại dược liệu này nó được mang tên trong đông y lại là cái vị dược liệu là Hoàng Kỳ Nam. Cô bác anh chị mình đã nghe cái tên Hoàng Kỳ Nam chưa? Đó là cái vị thuốc mà hôm nay Hải muốn chia sẻ của anh chị mình. Nó trị vì đau nhức xương khớp rất là tuyệt vời, do phong thấp nếu hợp cơ địa thì rất là tốt. Nhà chúng ta ở rẫy có nương, nếu có cây này cô bác anh chị mình là nên tham khảo cái video này để chúng ta biết rõ hơn về cái vị thuốc mà nó mọc hoang ở rẫy chúng ta rất nhiều, mà tại vì chúng ta không tham khảo thì chúng ta không biết ha. Dạ, đây này các anh chị nhận ra đây là cây gì không ạ? Các anh chị nhìn cái lá rất là quen thuộc đúng không ạ? Đây, các anh chị mình quan sát ha, chắc hẳn rất là nhiều các anh chị mình đã nhận ra cây này rồi. Đây, trái của nó đây. Đây, các anh chị mình thường nghe cái tên là cây vú bò hoặc cây vú chó hoặc là cây ốc chó, thì đây là nó đây ạ. Và nó tên dân gian thì nó như vậy thôi, nhưng ở trong đông y nó là một cái vị thuốc được mang tên là Hoàng Kỳ Nam. Các bác anh chị mình đã nghe cái tên đó chưa ạ? Chắc hẳn các bác anh chị mình đã nghe tên đó rồi đúng không? Cây Hoàng Kỳ Nam. Vị thuốc Hoàng Kỳ Nam là vị thuốc này. Đây là cây vú bò, vú chó hoặc ốc chó đây. Rất tuyệt vời để nó hỗ trợ điều trị bệnh đau nhức xương khớp do phong thấp. Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu sơ về cái Hoàng Kỳ Nam này, cái vị thuốc Hoàng Kỳ Nam này. Và loại cây này thì nó mọc rải rác ở trên khắp Việt Nam, cho nên chúng ta rất là dễ tìm. Và những người nào đang bị đau nhức xương khớp do phong thấp nè, những người nào đang bị xương tinh hoàn nè, những người nào đang bị bạch đới nè, là các cô các chị bị khí hư bạch đới đó, thì chúng ta nên tham khảo bài thuốc này. Bởi vì vị thuốc này nó rất là dễ tìm và rất là dễ làm đó, và công dụng của nó nếu hợp cơ địa thì rất là tuyệt vời. Rồi, loại này nó thuộc họ dâu tằm Moracea. Đây là một cái loại thuốc nam quý. Bộ phận dùng của nó đó là chúng ta sẽ dùng phần rễ và vỏ rễ của nó ha, đào lên lấy cái rễ và rễ bự thì chúng ta lấy vỏ rễ, rễ nhỏ thì chúng ta sẽ lấy cái rễ luôn đó, để chúng ta có thể sử dụng cái bài thuốc này. Đó là cái phần rễ và phần vỏ rễ của nó, sau khi chúng ta phơi khô lên thì nó, vị thuốc của nó tên là Hoàng Kỳ Nam. Tính vị của vị thuốc Hoàng Kỳ Nam này, nó là tính vị ngọt, hơi đắng và tính bình. Công dụng của nó nè, khư phong thấp, tráng gân và kiện cốt và khu ứ tiêu thủng, rất tuyệt vời cho hỗ trợ điều trị bệnh đau nhức xương khớp do phong thấp. Rồi bây giờ xin mời các bác chị mình là đi vào những cái bài thuốc rất là tuyệt vời từ cây Hoàng Kỳ Nam này, cái vị thuốc Hoàng Kỳ Nam này. Và lưu ý, Hải đã nói rất rõ vấn đề bộ phận sử dụng của cây Hoàng Kỳ Nam này, của vị thuốc Hoàng Kỳ Nam này, là chúng ta sẽ sử dụng cái phần rễ của nó. Nếu rễ bự thì chúng ta sẽ lấy phần vỏ, nếu rễ nhỏ thì chúng ta sẽ lấy nguyên cái rễ. Đó, lấy nguyên cái rễ như thế này thì chúng ta sử dụng ha. Cách sử dụng thì đem về rửa sạch phơi khô đó, rửa sạch phơi khô và để sử dụng dần đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cách để chúng ta bào chế bài thuốc đó, bào chế bài thuốc. Rồi, bài thuốc thứ nhất á, để sử dụng cái cây Hoàng Kỳ Nam này, cái vị thuốc Hoàng Kỳ Nam này, thì của anh chị mình á là để hỗ trợ điều trị xương tinh hoàn đó, xương tinh hoàn đó, thì của anh chị mình sử dụng cho Hải á là từ 60g á, từ 60g đến 120g rễ tươi. Rễ của nó thì chúng ta sử dụng tươi cũng được, khô cũng được ha. Đó, thì cô bác anh chị mình lấy cho Hải từ 60g đến 120g rễ tươi. Nếu khô thì liều lượng bằng 1/3, có nghĩa là từ 20g đến 40g, từ 20g đến 40g nếu khô. Còn tươi thì 60g đến 120g rễ và vỏ rễ. Cô bác anh chị mình nếu tươi thì ngâm vào nước muối loãng, rửa sạch để ráo, bỏ sắc khúc, chặt khúc, bỏ vào một cái nồi. Xong, cô bác anh chị mình đã làm đổ cho Hải 1 lít nước. Đó, đổ cho Hải 1 lít nước và sắc cho Hải còn 750ml. 1 lít nước nó có 1000ml. 1 lít nước nó có 4 xị thì chúng ta sắc lại còn 750ml, có nghĩa là sắc lại còn 3 xị. Và chúng ta sẽ sử dụng trong ngày. Đó, sử dụng trong ngày. Uống như trà vậy đó các bác chị mình, thì nó sẽ hỗ trợ điều trị bệnh xương tinh hoàn rất tuyệt vời. Và đây là cái bài thuốc chính hôm nay Hải muốn chia sẻ cho các chị mình từ một cái loại cây hoang dại như thế này,
mà nó lại có một cái tên dược liệu rất tốt, rất rất hay, đó là Hoàng Kỳ Nam. Đó là bài thuốc trị bị đau nhức xương khớp do phong thấp. Nó sẽ giúp tráng gân cốt, khi khu ứ và tiêu thủng, rất là tuyệt vời từ cây Hoàng Kỳ Nam này. Cô anh chị mình lấy cho Hải á, từ 15 đến 20 gram rải và vỏ rải khô đó, của vị thuốc Hoàng Kỳ Nam. Xong, cô anh chị mình bỏ vào một cái nồi. Nếu tươi thì từ 30 gram đến 40 gram, nếu khô thì từ 15 đến 20 gram. Hải nói rất rõ, cô anh chị mình cứ từ từ mà nghe ha. Và cô anh chị mình đổ cho Hải là 5 chén nước, và nấu sắc lại cho Hải còn 2 chén nước, và chia làm 2 lần uống trong ngày, uống trước bữa ăn 5 phút. Đó, đó là cách chúng ta bào chế cái vị thuốc Hoàng Kỳ Nam này, cây này để chúng ta có thể hỗ trợ điều trị bệnh đau nhức xương khớp do phong thấp. Đó. Ngoài ra nếu chúng ta cần thiết phải bệnh nặng á, thì chúng ta phải kết hợp với nhiều vị thuốc khác. Đây là một cái bài thuốc cơ bản của cái vị thuốc Hoàng Kỳ Nam mà Hải muốn chia sẻ của anh chị mình. Còn muốn mà kết hợp á, nhiều vị thuốc khác á, để cái bài thuốc nó sẽ tuyệt vời hơn á, thì chúng ta nên đi đến những phòng khám đông y để người ta khám bệnh mình, để người ta cộng thêm những cái vị thuốc gì nó phù hợp ha. Chứ còn nếu như mà ở nhà không có khám bệnh được cho cô bác anh chị mình mà tự ý thêm thuốc kết hợp thành một cái bài thuốc rất là nhiều vị thuốc thì không tốt. Ví dụ người bị bệnh thận thì chúng ta kết hợp mình thuốc gì, người bệnh gan thì chúng ta kết thêm cái thuốc gì, người bệnh dạ dày đó, người bệnh phổi, người bệnh tiểu đường đó, thì mỗi cái bệnh thì chúng ta kết hợp những cái vị thuốc khác nhau. Cho nên nếu mà muốn có những cái bài thuốc mà cho nó hợp với những cái bệnh nền của chúng ta thì chúng ta nên đi khám đó. Còn đây là một cái bài thuốc cơ bản Hải muốn chia sẻ của anh chị mình. Và trong khi mà cô anh chị mình đang sắc uống cái vị thuốc Hoàng Kỳ Nam này thì chúng ta có thể ngâm rượu để chúng ta bổ sung thêm trong bữa ăn. Bởi vì bài thuốc Hoàng Kỳ Nam này chúng ta uống trước bữa ăn 5 phút, từ 5 đến 10 phút, và chúng ta sẽ ngâm rượu cái rải của cây này, gọi là vị thuốc Hoàng Kỳ Nam này, ngâm rượu để chúng ta bổ sung thêm trong bữa cơm. Trong bữa cơm thì cách ngâm rượu nó cách chính xác nhất á, là của anh chị mình lấy cho Hải 200 gram cái rễ của cây vú bò này, gọi là Hoàng Kỳ Nam đó, 200 gram rễ khô sao vàng. Xong của anh chị mình cho vào Hải một cái hũ sành hoặc hũ nhựa. Xong của anh chị mình đó là đổ cho Hải là 1 lít rượu gạo lò nấu ở độ 35 đến 40 độ vào đó. Nếu chúng ta có 200 gram thì chúng ta ngâm 1 lít rượu, nếu chúng ta có 400 gram chúng ta ngâm 2 lít rượu và chúng ta nhân liều lượng lên, chúng ta có nhiều chúng ta ngâm nhiều, ngâm có ít chúng ta ngâm ít. Và cô bác anh chị mình để nơi thoáng mát đó, và lâu lâu lại lắc cái bình cho nó ra thuốc rượu, ra rượu đó. Thì trong ngâm trong vòng khoảng chừng 1 tháng sau là chúng ta sử dụng được rồi. Mỗi lần sử dụng á thì từ 15 đến 20ml trong bữa cơm đó, hoặc là sau bữa cơm đó, mỗi ngày 2 lần, có nghĩa là mỗi lần 1 đến 2 ly nhỏ như thế này, ly nhỏ như thế này nha, bằng ngón tay thôi, 1 đến 2 ly mỗi lần, ngày 2 lần, thì nó sẽ giúp bổ sung thêm, hỗ trợ thêm cái vấn đề mà trị đau nhức xương khớp do phong thấp, rất tuyệt vời. Nó sẽ giúp tráng gân cốt, khu ứ tiêu thủng và khu phong thấp, rất tuyệt vời từ một cái vị thuốc hoang dã như thế này. Rồi, khi mà các chị bị bạch đới á, khi hư bạch đới á, gọi là bị huyết trắng á, thì chúng ta sử dụng cái cây Hoàng Kỳ Nam này như thế nào, cái vị thuốc Hoàng Kỳ Nam này như thế nào. Các anh chị mình lấy cho Hải là 60g rải khô, 60g rải khô nha, rễ của cây Hoàng Kỳ Nam khô. Và các anh chị mình lấy cho Hải là 1 lít nước đó, đổ vào 1 lít nước, và chúng ta sẽ sắc còn nửa lít đó, sắc còn nửa lít, chắc lấy cái nước bỏ bã đi. Và các anh chị mình là uống chia làm 2 đến 3 lần uống trong ngày đó, khi nào hết bệnh chúng ta sẽ ngừng. Ngoài ra trong kênh của Hải rất là nhiều bài thuốc trị khí hư bạch đới, viêm âm đạo, viêm vùng phụ khoa đó, thì các anh chị mình có thể vào trong kênh để tìm kiếm những cái bài thuốc đó. Nếu các anh chị nào muốn tìm kiếm bài thuốc gì trị bệnh gì, ví dụ bệnh đau dạ dày, từ cái những chia sẻ của Hải, thì các anh chị mình cứ bấm vào YouTube á, vào cái chỗ mà tìm kiếm á, các anh chị mình bấm tìm kiếm là bài thuốc trị đau dạ dày Phan Hải Channel, thì nó sẽ ra những bài thuốc mà Hải đã từng chia sẻ của anh chị mình. Nếu các anh chị mình đau nhức xương khớp thì muốn tìm những bài thuốc trị đau nhức xương khớp, thì các anh chị mình cứ bấm là bài thuốc trị đau nhức xương khớp Phan Hải Channel, thì nó sẽ ra những cái bài thuốc mà Hải đã từng chia sẻ cho các anh chị mình đó. Cứ như vậy, bài thuốc bị hen suyễn cũng vậy, bài thuốc trị hen suyễn Phan Hải Channel, và tìm kiếm như vậy thì sẽ ra những cái bài thuốc hen suyễn của Hải đã chia sẻ. Các anh chị mình khỏi cần hỏi Hải, bấm như vậy là nó sẽ ra thôi. Thì như vậy thì hôm nay Hải đã chia sẻ xong của anh chị mình những công dụng rất là tuyệt vời từ cái cây mà được mang tên là Hoàng Kỳ Nam này, rất tuyệt vời không của anh chị. Như vậy là Hải đã chia sẻ xong của anh chị mình những cái công dụng rất là tuyệt vời từ cây Hoàng Kỳ Nam. Như vậy từ nay trở đi là chúng ta biết vị thuốc Hoàng Kỳ Nam là thuốc, là cái cây gì, đúng không ạ? Đôi khi nó ngay trước mặt chúng ta đó, chúng ta gặp nó mấy chục năm nay mà chúng ta lại cũng không biết.
và trong khi chúng ta đang bị đau nhức xương khớp hoặc người nhà chúng ta đang bị đau nhức xương khớp mà chúng ta lại không biết, như vậy thì rất là uổng đó. Thì hôm nay Hải đã chia sẻ xong của anh chị mình, mong rằng những cái chia sẻ của Hải như thế này nó sẽ giúp cô anh chị mình tham khảo thêm những cái vị thuốc quanh ta, những cái công dụng rất là tuyệt vời mà lâu nay chúng ta chưa có nắm rõ nó, chưa có nắm hết nó. Thì như hôm nay Hải đã chia sẻ xong của anh chị mình cái vị thuốc Hoàng Kỳ Nam rất tuyệt vời, là vị thuốc quý trong đông y của anh chị mình nha. Rồi thì cuối video Hải cảm ơn của anh chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và luôn ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Hãy luôn đi tìm kiếm những loại cây như thế này để chia sẻ lên của anh chị mình, mong rằng nó có thể giúp đỡ một phần nào cho của anh chị mình. Rồi cuối video Hải chúc của anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Video Hải đến đây Hải xin được kết thúc. Bây giờ xin chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại của anh chị mình vào ngày mai nha.